Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh. Cách đây hơn 2.500 năm về trước, Đức Phật dẫn theo các đệ tử cư ngụ tại Kỳ Viên Tinh Xá ở nước Xá Vệ, thuyết pháp tu đạo. Có một ngày vào lúc đầu hôm, toàn thân Đức Phật phóng ra hào quang sắc vàng, chiếu sáng khắp cả nước Xá Vệ. Này trong đây có 1.000 vị Bồ Tát. Vị thành Phật đầu tiên hiệu là Câu Lưu Tôn. Vị thành Phật cuối cùng tên là Lâu Chí. Tôn giả Kiều Trần Như, Tôn giả Đại Ca Diếp, Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tỳ Kheo Ni Ba Xà Ba Đệ, Trưởng giả Tu Đà, Ư Bà Di Tỳ Xá Khư Mẫu, Mạt Đà Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát, Tôn giả A Dật Đa. Bạch Thế Tôn, lúc xưa Thế Tôn trong luật Tỳ Ni cùng các kinh tạng nói rằng A Dật Đa tiếp đến sẽ làm Phật, nhưng A Dật Đa vẫn còn là thân phàm phu, chưa đoạn hết các lậu hoặc. Người này khi mạng chung sẽ sanh về đâu? Vị ấy hiện tại tuy đã xuất gia nhưng không tu thiền định, không đoạn phiền não mà lại được Phật thọ ký, vị này chắc chắn sẽ thành Phật. Vậy ông ấy khi mạng chung sẽ sanh vào cõi nước nào? Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe và khéo nhớ nghĩ. Này Như Lai, ứng cúng chánh biến trì, ở trong đại chúng nói về sự thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đại Bồ Tát Di Lặc. Từ đây cho đến 12 năm sau thì ông ấy mạng chung và nhất định sẽ vãng sanh về cung trời đầu sổ. Bây giờ trên tầng trời đâu suốt có 500 vạn ước thiên tử, mỗi vị thiên tử được tu pháp bố thí ba la mật sâu xa để cúng dường cho bậc nhất sanh bổ xứ Bồ Tát. Nay chúng con đem những châu báu vô giá cùng mũ trời này để cúng dường cho bậc có tâm đại bi với chúng sanh. Vị này chẳng bao lâu nữa trong tương lai sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu chúng con được thọ ký, sẽ ở nơi thế giới trang nghiêm của Đức Phật kia. Xin hãy khiến các mũ báo của chúng con hóa thành những đồ vật cúng dường. Thank you.
Thiên tử phát nguyện xong, những mũ báo hóa thành 500 vạn ức cung điện báo. Mỗi cung điện báo đều có 7 lớp tường. Mỗi lớp tường do đồ 7 báo tạo thành. Mỗi thứ báo phóng ra 500 ức ánh sáng. Trong mỗi ánh sáng có 500 ức hoa sen. Mỗi hoa sen hóa thành 500 ức hàng cây 7 báo. Mỗi lá cây có 500 ức màu sắc báo. Mỗi màu sắc báo có 500 ức ánh sáng vàng diêm phù đàn. Trong mỗi ánh sáng vàng diêm phù đàn hiện ra 500 ức thiên bảo nữ. Mỗi một bảo nữ đứng ở dưới cây, tay nắm hàng trăm ức châu báu, vô số chuỗi anh lạc, và khẽ ra âm nhạc vi diệu. Trong âm nhạc ấy diễn nói hành bất thối chuyển địa pháp luân. Cây báo sinh ra quả có màu sắc như pha lê, hết thể những màu sắc khác đều nhập vào trong màu sắc pha lê này. Còn các ánh sáng nơi đó xoay vòng uyển chuyển bên phải, phát ra âm thanh. Những âm thanh đó diễn nói pháp đại từ đại bi. Mỗi một lớp tường ở mỗi cung điện báo cao 62 do tuần, rộng 14 do tuần. Trong tường ấy có 500 ức long vương vây quanh. Mỗi vị long vương phun ra 500 ức hàng cây 7 báo để trang nghiêm trên thành tường. Có gió tự nhiên thổi lay động các hàng cây, làm rung chạm vào nhau. Diễn nói khổ, không, vô thường, vô ngã và các pháp ba la mật. Đại thần lao độ Bạc Đề. Nếu phước đức của con có thể tạo thiện pháp đường cho Đức Bồ Tát Di Lặc, thì hãy khiến trên trán con tự nhiên sẽ có bảo châu vọt xuất ra. Sau khi phát nguyện xong, trên trán tự nhiên vọt xuất ra 500 ức châu báu, sắc màu lưu ly và pha lê, hết thể những màu sắc đều có đầy đủ, như ngọc mani sắc tía xanh biếc, ánh triệt xuyên suốt từ trong ra ngoài. Ánh sáng của ngọc mani này xoay vòng quanh trên không trung. Và hóa thành cung điện báo vi diệu, cao 49 tầng. Trên mỗi lan can đều do hàng vạn ước ngọc mani bảo châu từ trời phạm thiên hợp thành. Ở giữa các lan can tự nhiên hóa sanh ra 9 ước thiên tử, 500 ước thiên nữ. Trong tay của mỗi thiên tử hóa sanh ra vô lượng ước vạn hoa sen 7 báo. Trên mỗi hoa sen có vô lượng ước ánh sáng. Trong ánh sáng ấy có đầy đủ các loại nhạc khí. Nhạc trời này không cần khẩy mà tự kêu. Khi tiếng nhạc trỗi lên thì các thiên nữ tự nhiên tay cầm những nhạc khí đua nhau ca múa. Họ ngâm ca âm vang, diễn nói thập thiện, tứ hoằng thệ nguyện. Khi chư thiên nghe rồi đều phát vô thượng đạo tâm. Trong các khu vườn có những dòng nước với 8 màu sắc lưu ly,
mỗi một dòng nước do 500 ước mỏ châu hợp thành. Trong mỗi dòng nước có 8 mùi vị và đầy đủ 8 màu sắc. Nước ấy phun lên quanh trên các trụ, khi chảy ra ở ngoài 4 cửa lại hóa xanh ra thành 4 thứ hoa. Ở trong nước hiện ra bông hoa và chảy như dòng hoa báo đang trôi đi. Trên mỗi bông hoa có 24 thiên nữ, sắc thân vi diệu, thân tướng trang nghiêm như của các bậc Bồ Tát. Trong tay của thiên nữ tự nhiên hóa sanh ra 500 ước bình báo. Trong mỗi bình báo có nước cam lộ của trời tự nhiên chứa đầy ở trong đó. Vai trái của họ mang vào vô lượng chuỗi anh lạc, còn vai bên phải để lên vô lượng nhạc khí. Họ từ dưới nước vọt xuất ra và như mây trụ ở giữa không trung, tán thán pháp lục độ ba la mật của Bồ Tát. Nếu ai được vãng sanh lên trời Đâu Xuất thì tự nhiên sẽ được các thiên nữ đó đón chờ. Lại có tòa sư tử lớn bằng 7 báo, cao 4 do tuần, được trang nghiêm bằng vàng diêm phù đàn cùng với vô lượng các châu báu khác. Ở 4 góc tòa sanh ra 4 hoa sen, mỗi hoa sen do 100 thứ bảo châu tạo thành. Mỗi thứ bảo châu phóng ra 100 ước ánh sáng. Ánh sáng vi diệu ấy hóa thành 500 ước các bảo hoa khác nhau để trang nghiêm cho màn che bảo. Khi ấy có 100.000 phạm vương ở 10 phương, mỗi một vị đều cầm theo một thứ diệu bảo từ trời Phạm Thiên để làm thành chuông báo treo ở lên trên màn che bảo. Còn các tiểu phạm vương thì cầm những châu báu trời để làm thành lưới che trùm khắp ở trên mặt nhân. Bây giờ có 100.000 vô số thiên tử, thiên nữ cùng quyến thuộc đều cầm theo hoa sen báu để rải lên tòa sư tử. Các hoa sen đó tự nhiên hiện ra 500 ước bảo nữ, tay cầm cây phất trần màu trắng đứng hầu ở trong màn che. Ở 4 phía góc có 4 bảo trụ đi nâng giữ cung điện. Mỗi một bảo trụ có 100.000 tầng lầu và ngọc mani bảo châu từ trời Phạm Thiên kết giăng quấn quanh. Lúc đó ở trong những lầu các ấy có 100.000 thiên nữ xinh đẹp vô song, tay cầm nhạc khí trỗi lên những thanh âm diễn nói khổ, không, vô thường, vô ngã và các pháp ba la mật. Ở thiên cung này có 100 ước vạn vô lượng màu bảo sắc. Hết thảy các thiên nữ cũng đều có những màu bảo sắc như thế. Lúc bấy giờ có vô lượng chư thiên ở 10 phương, khi mạng chung đều nguyện vãng sanh về cung trời Đâu Xuất. Cung trời Đâu Xuất có 5 vị đại thần.
Vị đại thần thứ nhất tên là Bảo Tràng. Thần tuôn ra bảo châu bảy báo, rải quanh tường trong cung điện. Mỗi một bảo châu hóa thành vô lượng nhạc khí, treo lơ lửng giữa hư không, không cần khẽ mà tự phát ra vô lượng âm thanh, làm vui lòng thỏa ý chúng sanh. Vị đại thần thứ hai tên là Hoa Đức. Thần tuôn ra các thứ hoa rải trùng khắp quanh tường trong cung điện, và các thứ hoa đó hóa thành lộng hoa. Mỗi một lộng hoa có 100,000 tràng phan đi trước dẫn đường. Vị đại thần thứ ba tên là Hương Âm. Trong những lỗ chân lông nơi thân toát ra mùi hương chiên đàn hải ngạn. Các mùi hương ấy như đám mây tạo thành trăm màu bảo sắc, bay lượn quanh cung điện bảy vòng. Vị đại thần thứ tư tên là Hỷ Lạc. Thần tuôn ra như ý bảo châu, mỗi một bảo châu tự như trụ ở trên tràng phan, nói rõ vô lượng pháp, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và thuyết ngũ giới, các pháp ba la mật, vô lượng pháp lành để làm lợi ích khuyến tu và hỗ trợ Bồ Đề Tông. Vị đại thần thứ năm tên là Chánh Âm Thanh. Những lỗ chân lông trên thân tuôn ra các giọt nước. Trên mỗi giọt nước có 500 ức hoa. Trên mỗi bông hoa có 25 ngọc nữ. Những lỗ chân lông trên thân của mỗi ngọc nữ phát ra hết thể những âm thanh hay hơn cả âm nhạc ở trong cung hoàng hậu của thiên ma. Cõi trời đâu suất này là nơi phước đức thù thắng vi diệu. Quả báo do nhân tu thập thiện. Dù cho ta trụ thế, dù một tiểu kiếp để rộng nói về những phước báo của nhất sanh bổ xứ Bồ Tát và 10 điều lành, thì cũng không thể nói hết được. Nay ta vì các ông mà lược nói như thế. Nếu có tỳ kheo và hết thảy những đại chúng nào không nhằm chán sanh tử, muốn sanh lên cõi trời ấy, tâm yêu kính Bồ Đề vô thượng và muốn làm đệ tử của Đức Di Lặc, thì hãy quán tưởng như vậy. Khi quán tưởng như thế, nên phải giữ 5 giới: tu bát quan trai, thọ cụ túc giới, thân tâm tinh tấn, không cầu mong đoạn dứt các kết sử ràng buộc, tu hành 10 pháp lành, và lúc nào cũng tư duy về những sự an vui ở trên tầng trời đâu suốt. Quán tưởng như vậy gọi là chánh quán.
nếu quán khác đi là tà quán. Bạch Thế Tôn, trên trời đâu xuất có những sự an vui như thế, thật là vi diệu cực kỳ. Nay vị đại sĩ này khi nào sẽ viên tịch ở Diêm Phù Đề và sanh lên cõi trời kia? Lúc xưa Di Lặc sanh ở trong nhà của dòng Đại Bà La Môn, Ba Bà Lợi, thôn Kiếp Ba Lợi ở nước Ba La Nại. Và 12 năm sau, vào ngày rằm 15 tháng 2, ông ấy sẽ trở về nơi sinh quán, ngồi kiết già phu tọa, như nhập vào diệt định, thân màu vàng tía, tỏ ánh sáng rực rỡ, đỏ ửng như trong ngàn mặt trời, chiếu đến tận trời đâu xuất. Thân xá lợi của ông ấy như pho tượng vàng đúc, không lay, bất động. Trong thân viên mãn tỏa hào quang, có chữ Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội và Bát Nhã Ba La Mật sáng rõ. Khi ấy chư thiên liền tìm đến và xây bảo tháp vi diệu để cúng dường xá lợi. Bây giờ ở cõi trời đầu xuất, Bồ Tát bỗng hốt nhiên hóa sanh, ngồi kiết già phu tọa trên hoa sen, nơi tòa sư tử trong đài bảy báo ở cung điện Mani. Thần sắc màu vàng kim như Diêm Phù Đàn, cao 16 do tuần, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Búi tóc trên đỉnh nhục kế có màu xanh biếc như lưu ly. Mũ trời được trang nghiêm bằng ngọc mani Thích Ca Tỳ Lăng Già và trăm ngàn vạn ước ngọc báo Chân Thúc Ca. Mũ trời ấy lại có trăm vạn ước màu sắc. Trong mỗi màu sắc có vô lượng trăm ngàn hóa Phật và các hóa Bồ Tát làm thị giả, lại có các đại Bồ Tát từ phương khác hiện ra 18 phép thần thông biến hóa tùy ý tự tại ở trong đó. Ở giữa chặng mày của Đức Di Lặc có ánh sáng tướng bạch hào phóng ra hào quang trong màu bảo sắc. Mỗi một tướng trong 32 tướng tốt có 500 ước màu bảo sắc. Mỗi một vẻ đẹp cũng có 500 ước màu bảo sắc. Mỗi một tướng hảo phát ra 84.000 đám mây sáng rực rỡ. Bồ Tát cùng với các thiên tử đều ngồi trên tòa hoa sen, ngày đêm sáu thời thường thuyết về hạnh bất thối chuyển địa pháp luân. Trải qua một thời gian, Ngài giáo hóa thành tựu cho 500 ước thiên tử, khiến cho họ không còn thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như thế, Đức Bồ Tát ở trời đâu xuất ngày đêm thường nói pháp ấy để độ các thiên tử, tính theo thời gian ở Diêm Phù Đệ là 56 ước vạn năm. Cho đến lúc bây giờ, Ngài mới hạ sanh ở Diêm Phù Đề, như đã nói trong kinh Di Lặc hạ sanh. Đây là nhân duyên của Bồ Tát Di Lặc tịch ở Diêm Phù Đề và sanh về trời đâu xuất. Sau khi ta diệt độ, trong các chúng đệ tử, nếu có ai tinh cần siêng tu các công đức, đầy đủ oai nghi, quét tháp, lấp đất, đem các hương thơm, hoa quý để cúng dường, thực hành thiền định, nhập tam muội chánh thọ, đọc tụng kinh điển. Những người như thế cần nên chí tâm, tuy chưa đoạn hết các kết sử ràng buộc, nhưng đắc được sáu phép thần thông. Hãy luôn niệm Phật, nhớ nghĩ hình tượng, xưng danh hiệu của Đức Di Lặc. Những người như vậy, nếu trong một niệm khoảnh thọ trì bát quan trai giới, tu các nghiệp thanh tịnh, phát lời thệ nguyện rộng lớn,
sau khi mãn chung, ví như vị tráng sĩ duỗi cánh tay, trong khoảnh khắc liền vãng sanh về cung trời đâu suốt, ngồi kiết già phu tọa trên hoa sen. Và có trăm ngàn thiên tử trỗi nhặt trời, cầm hoa trời Mạn Đà La, Maha Mạn Đà La, rải lên người đó và ngợi khen rằng: lành thay thiện nam tử, khi ông ở cõi Diêm Phù Đề đã rộng tu phước nghiệp nên được sanh về đây. Nơi này gọi là trời Đâu Xuất Đà. Hiện nay vị chim chú ở đây là Đức Di Lặc, ông hãy quy y ngài. Khi nghe xong, người ấy liền đảnh lễ và quán rõ tướng hào ánh sáng trắng ở giữa chặng mày, tức thời sẽ vượt khỏi tội sanh tử trong 90 ước kiếp. Lúc ấy Đức Bồ Tát tùy theo túc duyên đời trước mà nói pháp vi diệu, làm cho tâm người đó kiên cố, không còn thối chuyển nơi đạo quả vô thường. Nếu có chúng sanh nào tu các nghiệp thanh tịnh và thực hành lục sự pháp, quyết định không nghi, sẽ đắc sanh lên cõi trời Đâu Xuất, gặp Đức Di Lặc, rồi lại theo Đức Di Lặc xuống Diêm Phù Đề và nghe được pháp đệ nhất. Vào đời vị lai sẽ gặp hết thảy chư Phật trong hiền kiếp, trong kiếp tinh tú cũng gặp các Đức Phật Thế Tôn, và ở trước chư Phật sẽ được thọ ký quả Bồ Đề. Sau khi ta diệt độ, trong các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di, thiên, long, giả xoa, càng thác bà, atula, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già, nếu nghe được danh hiệu của Đức Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát, nghe rồi tâm sanh hoan hỷ, cung kính lễ bái. Người ấy lúc mạng chung như chừng khẩy móng tay, liền được vãng sanh như ở trước không khác. Ngay chỉ nghe được danh hiệu của Đức Di Lặc mà khi mạng chung cũng không đọa vào chỗ tối tâm, vùng biên địa tà kiến với các luật lệ xấu ác, thường sanh chính kiến, có quyến thuộc thành tựu và không hủy bán tâm bảo. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào phạm các giới cấm, tạo nhiều nghiệp ác, mà nghe được danh hiệu của Đức Bồ Tát, cúi đầu đảnh lễ, sát đất và thành tâm sám hối, thì những ác nghiệp đó chống được thanh tịnh. Trong vị lai, nếu có chúng sanh nào nghe được danh xưng của Bồ Tát Đại Từ Bi, rồi tạo lập hình tượng, cúng dường hương hoa, y phục, lộng lụa, tràng phan, lễ bái, niệm niệm nhớ nghĩ, người này khi mãn chung sẽ được Di Lặc Bồ Tát phóng hào quang trắng ở giữa chặng mày, cùng với các thiên tử rải hoa Mạn Đà La lai nghênh tiếp đón. Người ấy trong một thoáng liền đắc vãng sanh, gặp Đức Di Lặc đầu diện lễ kính, và còn chưa kịp ngẩng đầu lên là đã nghe được pháp, liền không thối chuyển nơi đạo quả vô thượng. Trong đời vị lai sẽ gặp được hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Ông hãy lắng nghe, Bồ Tát Di Lặc vì đời vị lai mà làm nơi nương tựa rộng lớn cho chúng sanh.
nếu được quy y với Bồ Tát Di Lặc. Phải biết người đó sẽ không thối chuyển nơi đạo quả vô thượng. Khi Di Lặc Bồ Tát thành bậc Như Lai, ứng cúng, vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì những người này khi thấy được ánh hào quang của Phật, liền được thọ ký. Sau khi ta diệt độ, trong bốn chúng đệ tử, thiền, long, quỷ, thần, nếu ai muốn sanh lên trời Đâu Xuất, thì phải nên quán tưởng, niệm niệm tư duy về cung trời Đâu Xuất, trì giữ các giới cấm của Phật dạy, từ một ngày cho đến bảy ngày, tưởng nhớ thập thiện là 10 điều lành, rồi đem công đức ấy hồi hướng và nguyện sanh được tới ở trước Đức Di Lặc. Nên quả như thế, người quán tưởng như thế có một vị thiên nhân hay một hoa sen. Nếu trong một niệm khoảnh xưng danh hiệu của Đức Di Lặc, thì người đó sẽ diệt trừ khỏi tội sanh tử trong 1200 kiếp. Như chỉ nghe danh hiệu và chấp tay cung kính, thì người này sẽ diệt trừ khỏi tội sanh tử trong 50 kiếp. Nếu có ai cung kính và lễ bái Đức Di Lặc, thì sẽ diệt trừ khỏi tội sanh tử trong 100 ức kiếp. Dù cho không được sanh lên trời, nhưng vào đời vị lai, trong hội long hoa dưới cội cây bồ đề, người ấy cũng sẽ gặp được Phật và phát tâm vô thượng. Chúng con cùng trời, người và tám bộ chúng nay ở trước Phật thành thật phát thệ nguyện, vào đời vị lai sẽ gặp Đức Di Lặc khi xả thân này đều được sanh lên cõi trời Đâu Xuất. Các ông cùng những chúng sanh đời sau tu phước trì giới đều sẽ vãng sanh tới ở trước Bồ Tát Di Lặc và sẽ được Bồ Tát Di Lặc nhiếp thọ. Bây giờ Đức Phật bảo ngài A Nan: ông nhớ lời ta dạy, hãy thọ trì gìn giữ, thận trọng đừng để quên mất. Vì những chúng sanh đời vị lai mà khai mở con đường sanh lên cõi trời, chỉ bày tướng của Bồ Đề, chứ để đoạn mất hạt giống Phật. Kinh này tên là Di Lặc Bồ Tát Bát Niết Bàn, cũng gọi là Quán Di Lặc Bồ Tát Sanh Đâu Xuất Đà Thiền. Hãy khuyên người tu phát Bồ Đề Tâm nên thọ trì như vậy.